Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có cái hao này đây. Mình sẽ đi ra vườn nhà mình coi. Mình xem coi có món đồ gì không nha. Mình đi tìm nha. Đi thôi. Wow, đây có món gì đây các bạn? Wow, xe gì đây? Đã tìm được một chiếc xe nha. Wow, một chiếc xe máy móc màu vàng. Mở vô thao này nha. Đây, mình đi tiếp nha các bạn. Đi thôi. Wow, một chiếc xe nữa các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ben. Đây. Một chiếc nữa nha. Đây, mở vô thao nha. Mình đi tiếp nha. Đi thôi. Một chiếc nữa các bạn ơi. Một chiếc xe màu xanh, có cái đầu xe màu cam. Đây, bỏ vô thao nha các bạn. Mình đi tiếp nha. Đây là vườn nhà mình nha. Mình nhiều lá cây khô nha. Đi xem có gì nữa không. Một chiếc nữa các bạn ơi. Đây, được một chiếc nữa nha. Lấy tiếp nữa. Mình xem trên cây này có không nha. Đây. Các bạn ơi. Một chiếc gì nữa này các bạn ơi. Wow. Rồi mình đi nữa nha. Mình đi xem có gì nữa không nha. Đây. Các bạn ơi được đây. Một chiếc nữa các bạn ơi. Nè các bạn thấy không. Wow. Một chiếc xe nữa. Mở giúp thao nha các bạn. Rất nhiều nha. Để nữa coi. Coi còn món gì nữa không. Mình săn tìm nữa. Wow, trên cái cây nè các bạn ơi. Một chiếc xe bị mắc kẹt trên cái cây nè. Wow, đây. Một chiếc xe mắc kẹt trên cái cây nha. Xe trộn bê tông màu vàng nha. Mở giúp thao nha các bạn. Mình đi tiếp nha. Đi tiếp. Coi còn xe gì nữa không nha. Rồi, chắc là hết rồi. Bây giờ tìm kỹ lắm rồi. Dạ, không còn gì nữa. Bây giờ mình sẽ xem thử cái mình tìm được xe gì nha. Đây, mình coi cái này đây. Đây, một chiếc máy móc màu vàng. Đẹp nha. Đây, mình móc nó rồi. Wow, đây. Một chiếc máy móc nha. Đây. Chiếc máy móc. Còn này, đây. Xe này là xe trộn bê tông màu vàng. Đây nó xài đây. Rất đẹp nha. Đây mình bỏ ra đây. Hai chiếc. Xe này. Một chiếc xe ben. Một chiếc xe ben chở gì ta. Nó bị sứt rồi. Nó bị sứt ra rồi nha. Để mình gắn lại nha. Wow. À nó bên đất nè. Nó bên đất nè. Đây bên này. Cái đầu nó màu vàng nha. Bốn bánh nha. Rất đẹp nha. Đây mình bỏ lên đây. Một chiếc xe gì nè. Một chiếc xe máy móc nhỏ. Có đầu móc nè. Có cái đầu móc nè. Màu xanh nè. Nó có cái đầu móc nha các bạn. Rất đẹp nha. Rồi mình bỏ xuống đây luôn. 3-4 chiếc rồi. Đây chiếc thứ 5. Chiếc thứ 5 là chiếc xe có cái đầu màu hồng. Có cái thùng chở hàng hóa màu vàng. Có bốn bánh rất đẹp nha. Bắt đầu mình sẽ vô nhà mình chơi. Nhà mình sẽ bỏ đây. Rồi đây thêm một chiếc nha. Xe này có cái đầu màu vàng và cái thùng ở trên màu xanh. Xe này là xe bồn chở xăng nè. Có chữ cấm lửa này nha. Rất đẹp nha các bạn. Đây sẽ bỏ xuống đây. Đây còn chiếc cuối cùng nha. Bữa nay chiến lợi phẩm của mình nè. Chiếc linh phẩm của mình là được 7 chiếc nha. Đây là chiếc cuối cùng. Chiếc xe này là chiếc xe có cái đầu móc. Chiếc xe cần cẩu. Đây là xe cần cẩu. Nó có thể thụt ra thụt vô. Đây nó có thể thụt ra thụt vô đây. Nó có thể thụt ra thụt vô ha. Đây có cái đầu móc nè. Rất nhiều nha. Hôm nay mình tìm được rất nhiều. 7 chiếc nha. Đây. Đây là chiếc linh phẩm của mình đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. 7 loại xe khác nhau nha. Đây, rất đẹp nha các bạn. Rồi, mình xin kết thúc clip tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi tìm xe lần sau nha. Tạm biệt.